Cách Cách, mỹ nhân nhà Thanh cuối cùng được Từ Hy sủng ái và cái ghét ra đi trong tức tuổi. Từ Cách Cách được xem là một trong những mỹ nhân cuối cùng trong Tử Cấm Thành. Dù nhận được sự sủng ái của Từ Hy Thái hậu, thế nhưng Từ Cách Cách sống cuộc đời bị giam lỏng trong cung suốt đời, có chồng cũng như không, phải ra đi trong tức tuổi. Sau khi các nước phương Tây tràn vào triều đại nhà Thanh đã mang thêm rất nhiều các phát minh tiên tiến vào Trung Quốc thời đó. Sự ra đời của máy ảnh cho phép lưu giữ lại nhiều tư liệu quý giá về cuộc sống hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành. Từ Hy Thái hậu, người có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn lúc bấy giờ, cũng rất thích chụp ảnh. Trong phần lớn bức ảnh chụp Từ Hy được lưu giữ và phục chế lại, người ta phát hiện bên cạnh bà luôn có bóng dáng của một nữ nhân xinh đẹp. Người đó chính là Từ Cách Cách, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân thời cuối nhà Thanh. Từ Cách Cách, con gái của Khánh Thân Vương Dịch Khuông, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được giáo dục và đào tạo bài bản. Sau khi lớn lên thì xinh đẹp đoan trang nên rất được mọi người yêu quý. Khánh Thân Vương Dịch Khuông tuy không có tài cán gì nhưng lại rất biết cách làm hài lòng Từ Hy Thái hậu, do đó luôn thuận buồm xuôi gió trên quan trường và trở thành Thiết Mạo Tử Vương thứ 12 của nhà Thanh. Dịch Khuông cũng được tờ New York Times Mỹ đánh giá là người giàu nhất cuối thời nhà Thanh và ảnh hưởng của ông khá lớn vào thời điểm đó. Trong cuốn sách ghi lại toàn bộ tài sản của Khánh Thân Vương, về cơ bản là của cải bất chính thu thập được từ dân chúng. Chân dung Từ Cách Cách qua bức ảnh được phục chế. Vào dịp mừng thọ 60 tuổi của Từ Hy Thái hậu, Khánh Thân Vương đưa cô con gái thứ tư tiến cung hầu hạ lão Phật gia. Từ Cách Cách xinh đẹp, am hiểu lại biết kể chuyện cười nên được Từ Hy vô cùng yêu thích. Mỗi lần nàng vào cung thường dâng cho lão Phật gia những món đồ chơi thú vị của người phương Tây nên ngày càng được sủng ái. Nếu Từ Cách Cách không đến thăm trong vài ngày, Từ Hy Thái hậu sẽ cử người đến mời nàng vào cung cho bằng được. Sự quan tâm của Từ Hy dành cho Từ Cách Cách nhiều đến mức ngay cả cuộc hôn nhân của nàng cũng do bà định đoạt. Từ Cách Cách sau đó được gả cho Hy Tuấn, con trai của Dụ Lộc, một vị quân cơ đại thần quyền cao chức trọng trong triều. Cuộc sống hôn nhân của Từ Cách Cách gặp tràn hạnh phúc, tuy nhiên Từ Hy Thái hậu không thể chịu nổi những tháng ngày cô quạnh không có Từ Cách Cách ở bên cạnh bầu bạn. Chưa được bao lâu, Từ Hy đã cho đón Từ Cách Cách về lại Di Hòa Viên để hầu hạ bên cạnh. Tân hôn chưa bao lâu nên Từ Cách Cách không muốn vào cung nhưng nàng cũng chẳng thể làm trái ý Thái hậu. Cặp vợ chồng son buộc phải sống cảnh phân ly, tháng đến vài tháng mới được gặp nhau một lần. Một thời gian sau, Từ Cách Cách nhận được hung tin người chồng vì nhiều năm thương nhớ vợ mà lâm bệnh qua đời. Từ Cách Cách đã trở thành quá phụ khi chưa đầy 30 tuổi. Từ Hy Thái hậu đành phải để nàng xuất cung về nhà chịu tang chồng. Ngay khi vừa lo liệu xong tang lễ, hương khói còn chưa tắt, Từ Cách Cách đã nhận được ý chỉ hồi cung do Từ Hy không thể tiếp tục chịu cảnh vắng nàng. Từ Cách Cách rất tức giận, gia đình sợ nàng sẽ đắc tội với Từ Hy nên ra sức thuyết phục. Từ Cách Cách chỉ biết khóc lóc và miễn cưỡng hồi cung. Kể từ đó, quãng đời còn lại của Từ Cách Cách ở cạnh bên Từ Hy Thái hậu một bước không rời. Ghi chép trong Cung Nữ Vãn Đàm Lục, ngay khi Từ Cách Cách vừa hồi cung, Từ Hy Thái hậu đã kéo nàng đi chụp ảnh, còn bắt nàng hóa trang thành Long Nữ, một nhân vật thần thoại thường đứng sau bên phải Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong những bức ảnh khi ấy có thể thấy vẻ mặt của Từ Cách Cách không được tự nhiên, nở nụ cười vô cùng miễn cưỡng, còn ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn đau thê lương. Năm 1908, Từ Hy Thái hậu qua đời, Từ Cách Cách khi đó cũng đã gần 40 tuổi. Phần lớn cuộc đời Từ Cách Cách đều sống trong cung. Sau khi chồng mất, nàng không tái giá, cũng không có con cái, nên cả phần đời còn lại chỉ có thể sống trong sự cô đơn hiu quạnh.